từng phút giây êm đềm của người ơi. Kỷ niệm hai đứa anh xin em tìm làm quên. Từ khi bao lúc rồi lành xa cuộc vui ngày nào toàn câu gian dối. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi mà lòng người thường hay thay đổi. Đời linh còn nghĩ gì ước mơ làm chi một lần buồn chưa bôi xóa. Quê cũ ghi bao tình tôi mến đêm trăng lành mộng ngày hiền hòa bên mái tranh. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều. Lời đau ta rót vào tim nhau trong mê biết nói sao. Chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi. Còn thương nhau nhé xin quên đi ngày đã qua. Trung tâm điện tử Đám Hoa xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn trở lại với một video buổi chiều ngày chủ nhật, tức ngày mùng 2 tháng 6 năm 2019. Và trên màn hình của quý vị và các bạn đây là bộ karaoke mà trung tâm test cho bác Chí Khang, bác ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, với một bộ karaoke gồm có 6 thiết bị. Và chọn bộ của bác Khang là có trị giá là 28.200.000 và 28.200.000. Và để giới thiệu từng thiết bị cho bác Khang cũng như là cho là toàn thể quý vị và các bạn cùng hiểu rõ về một cấu hình karaoke của bác Khang. Vâng, đầu tiên trung tâm đấu với một chiếc đẩy công suất bãi CA9, với chiếc đẩy CA9 bãi được sở hữu 32 sò công suất. Và thứ hai đó là một chiếc máy lưng tiếng TD Acoustic CB600. Và tiếp theo đó là một chiếc vang GD Routine KM5FX. Và thứ tư đó là một chiếc máy chống hú. Ở đây là chiếc máy chống hú TC6.0S. Và thứ năm đó là một cặp mic BBS U222GS. Đây là một cặp mic mới. Và với một cặp mic mới này có giá trên 4 triệu đồng, 4.200.000. Rất chất lượng với một cặp mic BBS 222GS. Và cuối cùng bác Khang đã lựa chọn cho mình một cặp loa bãi CSS Audio. Và mã của sản phẩm là TQ15. Đây là một cặp loa có màu cà phê trông rất là sang trọng. Và trên màn hình của quý vị và các bạn với một cặp loa của bác Khang màu cà phê cực kỳ trang trọng, với một cặp loa bãi còn rất đẹp. Với một cặp loa của bác Khang này có nó còn khoảng 90%,
Wow, còn mới khoảng 90%, trông rất đẹp nhé. Wow. Được sử dụng hai tấm lốc lẹp, hai lốc tấm lốc lẹp vào EK, trông rất là bóng nhoáng đẹp. Sở hữu bát 40, từ của bát là từ 19 côn 90, và rất là uy lực với một cặp loa bãi CFS, hàng bãi xịn, chất âm rất là hay. Và trên 28 triệu đồng, 28 triệu 200. Và quý vị và các bạn có nhu cầu xin hãy liên hệ cho trung tâm theo hai số máy 0918 249 265 và 0974 637 646. Trung tâm điện tử Tắm Hoa giao hàng toàn quốc, và địa chỉ điện tử Tắm Hoa Thị Tứ, Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương. Và với một cặp loa sở hữu bát 40 có trị giá 12 triệu đồng và rất chất lượng, với một cặp loa CFS. Màu cà phê trông rất đẹp. Và em quay mặt sau cho bác khác. Đây là đầu con hổ CFS Audio TQ15. Mặt sau. Với một cặp loa này thì đặt vào những căn phòng trông rất sang trọng, với màu nhã và màu rất là trang nhã. Thì hôm nay em test sớm mai thứ hai em sẽ gửi bộ karaoke, đóng gói gửi bộ karaoke vào quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho bác Kha. Và quý vị và các bạn có nhu cầu xin hãy nhấc máy alo cho trung tâm. Hành quân nên chắc khó thay.